Thưa quý vị, trái phiếu xanh là một hình thức để huy động vốn cho hoạt động bảo vệ môi trường, dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường. Và để hỗ trợ thực hiện xanh hóa trong chiến lược và kế hoạch hành động cho thị trường vốn xanh phát triển bền vững giai đoạn 2021-2030, chính phủ nên ưu tiên đẩy mạnh tăng trưởng bền vững, đẩy mạnh các sản phẩm tài chính xanh, trong đó có trái phiếu xanh là tất yếu. Cho đến hiện tại thì dù số lượng lô trái phiếu xanh phát hành thành công đang còn ít, song giới phân tích dự báo đây sẽ là xu hướng huy động vốn mới trong thời gian tới. Và để thúc đẩy trái phiếu xanh, các quy định hiện hành cần phải chi tiết và nhiều giải pháp hỗ trợ hơn để các doanh nghiệp quan tâm tham gia, qua đó tăng thêm nguồn lực cho doanh nghiệp. Theo công bố của Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu CBI và Ngân hàng HSBC cho thấy, thị trường vốn nợ bền vững tại những nền kinh tế lớn nhất khối ASEAN có sự tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2021. Đáng chú ý, tại Việt Nam, tổng giá trị nợ xanh, xã hội và bền vững đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, gần gấp 5 lần mức 0,3 tỷ đô la Mỹ trong năm 2020, đứng vị trí thứ hai trong nhóm các nước ASEAN sau Singapore. Tuy nhiên, năm 2022 được ghi nhận có xu hướng chứng lại. Đâu đó chúng ta cũng có một số những cái chính sách khuyến khích như là ưu đãi về phí, tuy nhiên là cũng chưa tạo được cái động lực để mà các chủ thể phát hành họ tích cực hơn nữa. Thị trường trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững tại châu Á cũng như tại Việt Nam cũng chỉ mới phát triển trong những năm gần đây. Chúng tôi nghĩ là cần phải có những cái biện pháp để nâng cao ý thức và hiểu biết của chính doanh nghiệp phát hành, ban hành các quy định hướng dẫn cụ thể. Dù chưa nhiều đột phá, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều tổ chức, Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trái phiếu xanh, nhất là khi chính phủ đã có những cam kết mạnh mẽ về môi trường trong thời gian vừa qua. Nhiều báo chí quốc tế đã có những bài viết đề cập về các đề xuất kiến nghị để nhằm thúc đẩy thị trường trái phiếu xanh Việt Nam. Với tiêu đề Ngân hàng Việt Nam liệu có thể nắm bắt được cơ hội trái phiếu xanh, bài viết trên trang điện tử McKinsey & Company cho biết cần có các tổ chức hoặc đơn vị trong ngành hợp tác tạo ra thị trường để thúc đẩy đà phát triển của thị trường trái phiếu xanh. Còn các ngân hàng cần cùng với các cơ quan quản lý xác định hướng dẫn quy định bổ sung, xem quy định ở đâu là đủ và ở đâu cần rõ ràng hơn. Còn trong bài viết của trang điện tử Diễn đàn Đông Á của Australia với tiêu đề Việt Nam cần khung pháp lý trái phiếu xanh, tác giả nhấn mạnh Việt Nam nên thiết lập một khuôn khổ quốc gia để phân loại trái phiếu xanh. Nếu không có khung pháp lý, việc tẩy rửa xanh có thể xảy ra. Điều đó sẽ làm giảm lòng tin ở các nhà đầu tư vào thị trường này. Cần có một định nghĩa tối thiểu, phổ biến và khả thi về thế nào là xanh, và cả nhà đầu tư và tổ chức phát hành cũng như tất cả các bên liên quan trong hệ sinh thái, bao gồm cả các cơ quan quản lý, họ cần phải được hiểu rõ ràng thị trường thông qua phân loại trái phiếu xanh, phải có một sự nhất quán rộng rãi giữa tất cả những người tham gia. Như vậy, chúng ta mới thấy dòng tiền từ các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế chảy sang các nền kinh tế mới nổi như Việt Nam. Thứ nhất là hoàn thiện cái khung khổ pháp lý để mà các doanh nghiệp cũng như là các chủ thể phát hành họ có được cái dư địa, cũng có hành lang pháp lý để mà tăng cường nghiên cứu đầu tư và trong mảng trái phiếu xanh. Thứ hai nữa là bên cạnh cơ chế khuyến khích hiện nay của chúng ta đang có thì chúng ta cũng cần có thêm những cái cơ chế, những cái ưu đãi về thuế để mà tạo nên cú hích. Việt Nam và một số nước liên minh G7 đã thiết lập Hiệp định Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng. Đây là một trong những tiền đề rất quan trọng để các nước G7 có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc đẩy mạnh nguồn vốn tín dụng, tài chính xanh. Để nắm bắt được cơ hội này, rõ ràng Việt Nam cần hoàn thiện khung pháp lý, có cơ chế ưu đãi hơn nữa cho trái phiếu xanh, cũng như phân loại rõ ràng để thu hút sự tham gia tích cực của doanh nghiệp và các nhà đầu tư.